Collins, I be. Clip tiếp theo của YouTube Magic Vlog. Hôm nay mình sẽ làm một món bánh tráng, đây là bánh tráng trộn. Thì trộn này chỉ là bánh và ớt và muối thôi. Ok, thì hôm nay là mình làm thì mình sẽ thử thách anh ăn hết luôn. Về giờ không có nhiều là tới giờ làm luôn. Clip này là đáng ra là hôm qua quay rồi mà đéo hôm nào thèm tham gia. Giờ là một mình. Đây. Đấy, phần bánh đấy, làm hết luôn. Mình ăn hết luôn khi nào xong thôi. Không hết thì vô. Hey. Đấy, bánh đấy. Bỏ mẹ đi. Đấy. Nghe chưa? Giờ là làm xong mà hết bánh tráng rồi, hết một bánh này thôi. Mà không hết nữa thì dục. Lý mà thử thách làm rồi ăn luôn. Ăn hết thì đưa thằng coi phim ăn. Vậy thôi. Tụi bây thắc mắc là không biết khi nào mới xong rồi. Ngon quá. Ăn không? Đây nè. Nói thì bây giờ là chỉ có hai thằng thôi, thằng ngồi quay và thằng ngồi làm. Mấy đứa kia chơi chờ chắc là quan tâm. Hết bánh rồi thì lấy bánh cho hộp thôi. Đấy. Úi giời. Bánh này không bỏ tôi ăn rồi hết. Bây giờ làm cái phí bánh tráng này thôi làm luôn, nó không phải làm.
Mấy để không làm được. Đấy, quay rồi. Đấy, bỏ bánh đấy. Đấy. Hơn 20 bịch chứ đừng có đùa. Một bánh ăn nửa quay. Giờ để biết làm gì. Giờ tương bạn thú vị và tương ớt rồi ăn vô luôn. Vâng, giờ là công đoạn một mình tôi ăn hết cái chồng bánh này ở trên trong vòng bao nhiêu giây. Nhìn một phê này, tôi bỏ mẹ đi, tôi sẽ đưa cái đường cuối, tôi sẽ ăn hết. Ok, giờ chạy đi lấy gì để tính nữa, hơi tăng hết luôn. Cái mùi chồng cái thêm cá thôi. Đây. Ăn ăn rồi. Nó khô. Ngon ngon. Đúng là ngon thiệt. Nhìn hồ 12 giờ cứ cương cương lại ăn bánh. Có vẻ cái gì mệt được. Không một quả. Chả biết tôi ăn hết không hay tôi phải nhà ăn để bụng chưa nhiều quá. Hai mươi bậc bằng hết đi. Bây giờ 15 phút ăn hết thì còn hai cái này thôi. Đấy, thông tin nhìn hộ. Đấy, 15 phút vô vào rồi. Chứ đừng có đạo bảo hôm nay nó cắt video nó giục bánh nó đi, nếu cái vụ đó. Tôi ăn đàng hoàng, khỏi ăn video đó. Còn hai cái vô thì cái ớt thì vô tình hàng trăm người phim ăn rồi phải tôi được không ăn được thì còn hai cái tôi sẽ quất hết luôn. Thì giờ tôi hỏi chưa luôn xong là phải chiến trường luôn. Đấy. Gác không chán rồi bánh bụng rồi bỏ bánh các thứ tinh nó thì chứ ai mà ở nhà là thử như tôi nha. Tôi rảnh lắm nhưng hè tôi mới dám làm chứ tôi là tôi cũng khùng mà tôi đem bánh đây là cái đồ như là như mấy bạn muốn làm là làm mà trong nhà không có ai đừng có thấy mà bố mẹ ở nhà ngồi làm luôn là không cần là ăn tán à tắm không chịu cách nào luôn dở. Thì ăn này lâu hơn cơm tốn ba công thức là đạp ra ngày cái 5 phút ngồi ăn 15 phút chưa xong thì còn mỗi ngày đó là
Ê, còn miếng cuối. Ăn luôn. Có ăn phải. Ok, ăn hết bánh rồi. Tôi ăn tôi không biết bánh mấy tầng nữa. Là nhìn vật. Đấy. Được tầm phải hơn 10 cái hay 10 cái thôi. Còn mấy cái bánh bánh tráng dưa này tôi biết làm gì trơn á. Cái tôi đốt luôn. Hoặc là cho thằng Nguyễn Phim ăn. Thôi giờ là clip lên cái thứ cả gì đâu, ngồi thử thách ăn bánh rồi làm bánh rồi mình ra làm thôi. Hy vọng các bạn đã xem, nhớ like và share xung quanh chia sẻ kênh YouTube mình. Cảm ơn các bạn, bye. Right and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Call assist, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this.